Dùng sáng vô thắng hào quang chiếu diệu sáng tỏa kỳ viên đến nơi Phật ngự đành để thế tôn đồng rồi đứng một bên cung kính bên công bằng lời kể rằng chữ tiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngài đi đi mà văn hóa nghĩ dạy chúng con để phúc lên cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống gần gũi kẻ thân cận bằng trí hiền cũng nhường bằng tôn đức là phúc lên cao thượng nào chú sư thêm thơ cộng đương trương đã làm chân chánh hướng từ tâm là phúc lên cao dội kéo huân liền hồng tạo nói những lời chân chân là phúc lên cao thượng nhiều tuần bằng sân thành chấm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiền là phúc lên cao thượng bố thi hành đúng pháp dương liên hàng nguyên thuộc không nói lầm là phúc lên cao thượng xả đi tâm niệm án tự chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính khiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận vô tánh thương hóa thương hiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi xúc chạm biết đời không sâu từ tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhưng sợ hành như về không chỗ nào thôi thân hay được an toàn là phúc lên cao thượng. Nam mô Bụt Tha Giá, đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tham Má trên Bao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Việt Nam giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, giờ Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, giờ Paris từ 2 giờ đến 4 giờ chiều, giờ Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh con không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Tha, dạ con tri ân sư. Đường nét của căn dân Việt có đề nên bài chưa có. Dạ, chưa có ấp kịp. Dạ, con xin. Dạ. Hôm nay thứ năm, ngày 4 tháng 7 năm 2019, giáo trình trường bộ kinh Dikhanikaya bài 34 kinh thập vượt thường.
Rasuta Sutta 1.7 vô gián tâm định, một pháp rất khó thể nhập, sẽ được Ngài Trị Siêu thuyết giảng. Mở đầu chương trình, xin chúng ta nhất tâm. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp, đảnh lễ tâm chúng con, thành kính đảnh lễ cung thỉnh thường tọa minh hạnh từ bi, đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bích Tha Giá, con kính dâng mít đến sư. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, vật ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã văn xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ, tri ân thượng tọa minh hạnh, đặt từ bi hoan hỷ, đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bích Tha Giá, con thành kính đảnh lễ Ngài Tỷ Siêu, thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Nguyên Thông, cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Và con tri ân đại đức Nguyên Thông. Nhật Quỳnh quý bà, quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, bài 34 Kinh Thập Vượng, Kinh Thập Thượng, Rasuta, Rasuta Sutta 1.7, vô gián tâm định, một pháp rất khó thể nhập. Chúng con thành kính đảnh lễ, cung thỉnh Ngài Tỷ Siêu. Dạ, con chưa có thấy thượng tọa mà dắt đẳng vào đạo tràng. Dạ, con cung thỉnh Ngài Tỷ Siêu cho con một ý kiến, con kính nhân mít đến Ngài. Nam mô Bích Tha Giá. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng ta nói không? Xin cảm ơn quý vị. Ngày hôm qua chúng tôi có nghe cái Đức Phật Tính nói rằng hôm nay sư Vinh Hiệm sẽ vào để tiếp tục giảng, nhưng mà không biết là quý vị có thấy không. Quý vị có thấy để Đức Huy Niệm vào chưa? Ồ. Dạ. Cô Như Quỳnh cũng nghe
sư tính nói là nói vậy, nhưng mà giờ này không có thấy bờ rừng, có lẽ là chúng ta không có hy vọng gì. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước qua cái chủ đề khác, tức là một pháp khó thể nhận. Và một pháp khó thể nhận ở đây là đề cập vô gián tâm định. Thực ra thì trong các chủ đề chúng ta học, cái chủ đề Đức Phật Thích Quýt-cha Tham Ma, tức là pháp khó thể nhập, luôn luôn là những cái đề tài khó. Một pháp khó thể nhập cho đến hai pháp khó thể nhập, ba pháp khó thể nhập cho đến mười pháp khó thể nhập. Cho nên khi mà thuyết về bài kinh tập thử mà mười chủ đề, cái chủ đề mà khó thể nhập, cái chủ đề đó cần phải có sự chú ý và nghiên cứu. Ở trong chú giải thì cũng có thể biết được. Hôm nay thì đến giờ này không có thời gian chắc chắn còn không để dẫn nhập, chúng tôi chỉ nói ở trong rừng thấy có đại đức Vi Niệm rồi. Đã lâu ngày không biết đại đức Vi Niệm có khỏe hay không. Hôm nay được thấy đại đức vào rừng gì cũng quan hệ cũng mừng. Và hôm nay tôi trả lại cái ngày thứ năm ngày giảng của đại đức. Bây giờ sau khi dẫn nhập xong, xin mời Phật tử MC mời cũng như Quỳnh đọc cho mà chánh kinh bài hôm nay, và sau đó xin cùng thỉnh lễ để quy niệm thuyết giảng. Hôm nay chúng ta sẽ học về cái bài kinh thập thử với cái chủ đề là một pháp khó thể nhập. Giờ xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho bài kinh. Dạ, sa thú lành thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Từ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, con cung thỉnh đại đức Huy Niệm đọc bi em bài con gửi qua bi em cho sư rồi bạch sư. Dạ, con cung thỉnh sư đọc bi em của con ạ. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Thanh Tâm cùng chư tôn đức vừa quan tâm vào đạo tràng. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ và Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con tri ân sư. Dạ, con xin được đọc chánh kinh. Dạ. Hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 7 năm 2019, giáo trình trường bộ kinh Dikha Nikaya bài 34 kinh đập thập thường Đá Xuất Tá Su Tá 1.7 vô gián tâm định, một pháp rất khó thể nhập, sẽ được đại đức Huy Niệm giảng giải. Dạ, con thấy sư
vừa vào đạo tràng nên con xin kéo dài thời gian một chút để sư có thể đọc bài. Này các hiền giả, một pháp có nhiều tác dụng, một pháp cần phải tu tập, một pháp cần phải biến tri, một pháp cần phải đoạn trừ, một pháp chịu phần tai hại, một pháp đưa đến thù thắng, một pháp rất khó thể nhập, một pháp cần được sanh khởi, một pháp cần được thắng tri, một pháp cần được tác chứng. Và cảm ơn sư Hoa Nguyệt rất là nhiều. Katamo eko thammo đút bati quýt chô a nành ta ri cô kê tô sam ma thí. Bảy la mã, thế nào là một pháp rất khó thể nhập? Vô gián tâm định. Sớ giải, a nan ta ri cô chê tô sa ma thi ti an nhát tham mắc gà nan ta răng pha lăng a nan ta ri cô chê tô sa ma thi mặt ti na ma y tha ba qua huy bát sa na nan ta rô mặt cô Vipassana gia hòa anantarata atano hòa anantarang phalada yakata anantariko che to samathi tiatit beto. Đoạn kinh sau đây trích từ kinh Châu Báo Ratana Sutta. Dần dần bút tha xề thờ ba ri hoàng na chi na dị sư trình sa mà khi mà nành ta ri cành nhạc nhắc mà hút sa mà thi nà tề na sa mờ a quýt cha tí y đằng vi thẩm mê na ta nặng ba nị tăng ê tề na sát chê na sư hoa thì hồ túc. Phật Thế Tôn thù thắng nói lên lời tán thán pháp thiền định trong sạch liên tục không gián đoạn, không gì sánh bằng được pháp thiền vi diệu ấy. Như vậy nơi chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chơn hạnh phúc. Nam Mô Bích Tha Giá. Và bản chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Huy Niệm từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Và con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Huy Niệm đã trở lại đạo tràng để giúp một tay để đạo tràng chúng con được học bài, để chúng con thấy ngài tự siêu rất là nặng việc. Có ngài, có khi ngài vào ngài nói không nổi luôn, nhưng mà ngài không có thể bỏ đạo tràng được trống vắng, nên con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Huy Niệm đã trở lại đạo tràng. Và bây giờ thì sư có nghe được âm thanh con chưa bạch sư? Nếu sư nghe được âm thanh của con, sư đã sẵn sàng, sư cho con một tín hiệu. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ.
Nam Mô Bích Tha. Dạ dạ con thấy tín hiệu sư rồi, con kính dâng bích đến sư. Nam Mô Bích Tha. Dạ dạ đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát. Đại đức khi niệm đường truyền bị trục trặc rồi, và sư cầm mic không được và sư đã té ra ngoài rồi. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Dạ con thành kính lãnh lễ đại đức pháp tính vừa quan tâm vào đạo tràng. Dạ cảm ơn Hoàng Ngọc rất là nhiều. Dạ kính mong đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát. Dạ con xin được xuống mic ạ. Dạ con kính đảnh lễ sư phụ Tuệ Siêu, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân. Đức Minh Hạnh thì Đức Pháp Tính thì Đức Nguyên Thông cùng chư tôn Đức Tăng. Xin chào quý vị Phật tử có mặt ở trong lớp học Buddha Tham Má ngày hôm nay. Thưa quý vị, trước hết quý vị có thể cho sư biết quý vị ở bên đó chúng ta có nghe được rõ hay không? À, cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học phần tiếp theo của bài kinh Trường Bộ số 34, đó là bài kinh Thập Thượng. Bài kinh này do ngài Sariputta thuyết, và hôm nay chúng ta học cũng vẫn nằm trong phần một pháp. Có một pháp rất là khó thể nhập, đó là vô gián tâm định. Thưa quý vị, trước khi bắt đầu bài học hôm nay, chúng ta đảnh lễ Tam Bảo, sau đó sư sẽ trình bày cho quý vị về nội dung của bài học. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh đẳng giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ân đức Pháp Bảo, có công năng hướng thượng, đưa đến sự lợi ích cho những ai có lòng tin và thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ơn Đức Tăng, những bậc đã được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý đó. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, cũng xin cáo lỗi với sư phụ Tuệ Siêu cùng chư tôn Đức Tăng và quý vị. Bởi vì do bị thân bệnh cho nên cũng không có kịp để mà không có hồi báo rõ ràng. Tuy nhiên thông qua Đại Đức Pháp Tính thì chúng con thiết nghĩ chư tôn Đức Tăng cũng biết và thông cảm. Bây giờ thì tình trạng sức khỏe nó cũng tương đối vừa mới có cái sự hồi phục tốt đẹp lại rồi, cho nên sau khi xuất viện xong thì con có nói với Đức Pháp Tính sẽ cố gắng vừa nghỉ dưỡng và cũng sẽ sinh hoạt với chư đại Đức Tăng để đóng góp cho những cái buổi học pháp, thuyết pháp và thính pháp ở trong lớp học, ở trong các lớp học và Pantok được tốt đẹp. Thưa quý vị, bài học hôm nay chúng ta sẽ học
được một pháp mà ngài Xá Lợi Phất ngài đề cập đến, đó là một pháp rất là khó thể nhập, chính là vô gián tâm định. Thưa quý vị, quả thực mà nói, trong bước đường tu tập thì chúng ta cần phải thì có cái sự rèn luyện từ chút một, chứ không thể nào mà không có một cái trường hợp một chúng sanh nào mà cái rốt bất thình lình mà có thể thành tựu được những cái pháp khó có thể thành tựu, không có cái trường hợp nào như vậy. Tuy nhiên ở trong những trường hợp trong được nói đến trong phần sự rất là nhiều những tình huống trong kinh điển có đề cập đến những vị sau khi được nghe một cái thời pháp thoại ngắn, hoặc là một cái lời gợi ý rất là nhỏ, hoặc là chỉ nhìn thấy một cái cảnh tượng như là một cái giọt nước rơi hay là một cái chiếc khăn khi đụng vào thân này nó bị cấu bẩn, thì để thành tựu được quả vị vô lậu cùng với tứ tuệ phân tích. Điều này chúng ta đừng có nghĩ rằng là tất cả những cái đối tượng này có thể thành tựu thể nhập được pháp đó một cách bất thình lình mà không trải qua một cái quá trình rèn luyện tu tập trước đây. Hiểu như vậy thì đó là một cái sự sai lầm. Trên thực tế, thưa quý vị, để đạt đến được những pháp mà được xem như là khó thể nhập thì đòi hỏi chúng ta phải có cái sự tích trữ những cái thiện sự công đức từ cơ bản theo tuần tự thì mới có thể thành tựu được cái mục tiêu cuối cùng của đời sống phạm hạnh, chứ không hề có một cái con đường tắt nào hết. Thiết nghĩ chỉ với những cái thiện sự thông thường để trấn áp những cái ác nghiệp thô thiển của thân và khẩu bằng năng lực của giới thôi, chúng ta thấy trên thực tế cái việc của mình nó cũng rất là khó khăn và gay go rồi, chứ đừng nói chi đến những cái pháp vi tế thù diệu khác ở trong cái sự diễn hoạt rất là nhanh và tế nhị của tâm thức. Cho nên chính vì vậy, một người sau khi đã hiểu được cái quá trình tu tập đó thì họ sẽ không có một cái sự hiểu và nhận thức sai lầm theo như cái lối là gọi là đốn ngộ thôi. Có những cái tư tưởng cho rằng là cái việc tu tập á, thì tự nhiên đến một lúc nào đó tự nhiên bất thình lình giác ngộ trở thành một cái vị giải thoát, thấu triệt được các pháp mà không có cần trải qua một cái quá trình đào luyện. Cái chuyện này nó không có thôi quý vị. Kể cả các vị Phật chánh đẳng chánh giác tu tập theo ba loại hạnh, thiên về ba loại: thứ nhất là trí tuệ, thứ hai là đức tin, và thứ ba là tinh tấn, cũng phải bỏ ra một cái khoảng thời gian rèn luyện về thân khẩu ý trong một cái khoảng thời gian tương đối nhất định nào đó, tùy theo cái đặc hạnh của mỗi vị. Nhanh nhất là hạnh trí tuệ, thưa quý vị, kế đến đó chính là cái thời gian lâu, đó là Đức Bồ Tát rèn luyện theo cái đường lối lấy đức tin làm trưởng, và cuối cùng đó là Đức Bồ Tát ngài tu tập lấy cái pháp tinh tấn là sở trường của ngài, là sở trường chính của ngài để phát triển tất cả những thiện pháp khác. Trong ba trường hợp này chúng ta nên hiểu một điều như thế này: đến khi các vị ấy đã đạt được cái pháp khó thể nhập quả vị chánh đẳng chánh giác thì cái sự giác ngộ
về bi đức, tịnh đức và cũng như về trí tuệ đều tương đồng với nhau. Chỉ có điều tại sao lại phân ra ba cái trường hợp đó là do mỗi vị theo một cái khuynh hướng sở trường riêng của mình về một thiện pháp nào đó thôi. Chúng ta tu tập đó, thưa quý vị, trong cái quá trình mà mình rèn luyện, cái việc rất là quan trọng là thứ nhất, tất cả những cái vị đã từng có những cái kinh nghiệm trong việc tu tập thường hay nhắc nhở và chỉ dạy chúng ta một cái bí quyết, một cái bí quyết, đó chính là mình muốn phát triển được thiện pháp một cách mau chóng và sớm đẩy lùi được các ác bất thiện pháp đó, thưa quý vị. Thì cái việc trước tiên của mình đó, là mình phải hiểu rõ về mặt mạnh và cũng như nhược điểm và cũng như ưu điểm của chính bản thân mình. Điều này rất là hay, thưa quý vị. Điều này rất là hay. Thực ra xét trên phương diện bản chất của phàm phu, thưa quý vị, không ai giống ai. Có những vị có một số những cái nhược điểm rất là kỳ cục. Tâm vị ấy rất là phóng dật chẳng hạn. Đó là cũng là một cái nhược điểm. Nhưng mà ngược lại, người này lại có ít những cái loại phiền não khác. Nhưng có một số những chúng sanh khác tuy không có bị phóng dật, có thể nhiếp tâm, tập trung một cách mau lẹ, nhưng mà vị ấy lại bị một cái loại nhược điểm khác. Chẳng hạn như vị đó rất là đa dục. Nó có những cái trường hợp như vậy, thưa quý vị. Có sự sai biệt. Đối với thiện pháp cũng vậy nữa. Đối với thiện pháp cũng vậy. Mỗi người đều có một cái sở trường riêng của chính mình. Điều này có được là do trong cái quá trình tạo trữ phước báu và cũng như tu tập thiện pháp ở trong vòng luân hồi của mỗi người khác nhau. Khác nhau, chẳng hạn như mình rèn luyện về trí tuệ nhiều á, thì cái đối với vị đó, trí tuệ là một cái điểm tựa rất là mạnh để làm chỗ nương phát triển tất cả những thiện pháp khác còn lại. Có những vị, thưa quý vị, trí tuệ không có mạnh, nhưng mà ngược lại vị đó lại có được một cái lòng tin rất là trong sạch đối với thiện pháp, đối với thiện pháp, đối với những điều hay lẽ phải, đối với những gì là chân chánh. Cho nên đối với trường hợp vị này dùng cái sức mạnh của lòng tin, của sự trong sạch để mà phát triển tất cả những thiện pháp còn lại. Nhưng đến cuối cùng, nhưng đến cái thời điểm cuối cùng thì tất cả đều có thể đạt đến được cái địa vị thành tựu được những pháp rất khó thể nhập. Cho nên chính vì vậy mà ở trong cái trường hợp của bài kinh thập thượng đó, thưa quý vị, xét ra chúng ta thấy ngài Xá Lợi Phất, ngài đã nêu lên tất cả những cái khía cạnh của các pháp. Có những pháp mình cần phải hiểu biết liễu tri một cách rõ ràng. Có những pháp mình cần phải loại bỏ bởi vì nó đưa đến cái sự tai hại. Có những pháp mình cần phải tu tập, bởi vì nó đưa đến cái sự thù thắng. Và có những pháp được xem như là rất là khó có thể an trú, rất là khó có thể mà thể nhập vào trong đó, bởi vì đó thuộc trong lĩnh vực pháp của Bậc Thánh. Đó là trong lĩnh vực pháp của Bậc Thánh. Thưa quý vị, đối với những trường hợp chúng ta đã từng trải qua những cái lớp học về A Tỳ Đàm á, thì khi mà chúng ta nhìn ở qua bên cái phần Chitta Thamma, tức là phần tâm pháp, chúng ta sẽ thấy được trong 121 tâm nó chia ra làm ba lĩnh vực. Chúng ta nhìn vào đó thì chúng ta sẽ biết được cái pháp rất khó thể nhập nằm ở trong cái trường hợp nào. Dĩ nhiên, điều này lát nữa sư sẽ trình bày một chút gì đó về cái
lộ trình tâm, nó cũng có cái sự liên quan ở trong đó. Ở trong 121 tâm đó, thưa quý vị, có thể phân làm 3 lĩnh vực. Thứ nhất đó là lĩnh vực thuộc về tâm dục giới. Ở trong phần tâm dục giới này á, gồm có bất thiện, gồm có tâm bất thiện 12, gồm có tâm vô nhân, và tâm thiện dục giới, tịnh hảo, hay là còn gọi là tâm đại thiện dục giới, tâm đại thiện dục giới, bao gồm cả ba cái khía cạnh, đó là thiện, tâm đại thiện, tâm đại quả và tâm duy tác, dành cho cái trường hợp của vị thánh A-la-hán. Đây là một cái lĩnh vực thứ nhất. Lĩnh vực thứ hai đó là tâm đáo đại. Tâm đáo đại, ở trong phần tâm đáo đại này nó gồm có hai phần, đó là tâm thiền, tâm thiện sắc giới, tâm thiện sắc giới, tâm sắc giới và tâm vô sắc giới, tâm vô sắc giới. Trong phần này, đây là một cái lĩnh vực thứ hai, nó có thể được nói rằng thuộc về pháp cao cấp hơn, pháp cao cấp hơn. Bởi vì những pháp này, thưa quý vị, không phải tự nhiên mà mình có thể có được, không phải tự nhiên mà mình có thể mà thành có được cái loại tâm sắc giới hoặc là tâm vô sắc giới. Chúng ta phải khởi điểm từ tâm đại thiện dục giới, tu tập bằng những cái tâm này, lấy một cái đề mục án xứ nào đó để mà mình rèn luyện an trú, rồi từ từ mình do cái sự tinh tấn, do căn duyên, do nhiều những cái yếu tố khác, đến một lúc nào đó thì mới sanh khởi ra, tâm sắc giới hoặc tâm vô sắc giới. Thì trong trường hợp này được xem như là người này là đã có được cái khả năng đắc định, đắc định. Lĩnh vực thứ hai này có thể nói rằng là cũng nằm trong cái trường hợp được gọi là pháp thượng nhân, pháp thượng nhân. Bởi vì đối với những chúng sanh bình thường đó, thưa quý vị, mà không có hề có những cái pháp gì đặc biệt á, thì chúng ta chỉ có xài những cái loại tâm nó vòng vo ở trong phần tâm dục giới mà thôi. Đó là 12 tâm bất thiện, hoặc là cùng lắm những lúc mà chúng ta làm thiện thì chúng ta thực hiện bằng thân khẩu ý, bằng 8 tâm, tâm đại thiện mà thôi. Chứ còn ngoài ra chúng ta không có được cái loại tâm nào khác hơn ngoài cái phạm vi của tâm dục giới. Chỉ khi nào mà một người mà tu tập rèn luyện đến một mức độ nào đó đạt được cái sự định tâm kiên cố, thì lúc bây giờ vị đó mới có được cái loại tâm gọi là tâm đáo đại, hay còn gọi là trong trường hợp này là hai tâm, đó là tâm sắc giới và vô sắc giới. Cái trường hợp thứ ba trong 121 tâm, cái lĩnh vực thứ ba đó chính là tâm siêu thế. Tâm siêu thế, ở trong tâm siêu thế này gồm có hai phần, đó là đạo mắt gác, và thứ hai là tâm quả siêu thế, tâm đạo siêu thế và tâm quả siêu thế, mắt gá và phá lá. Tâm siêu thế là một loại tâm, là một loại tâm nó biết cảnh vượt ngoài thế gian, nó biết cảnh vượt ngoài thế gian, nó không nằm trong cái, nó không biết cảnh nằm trong cái phạm vi của hiệp thế, của thế gian. Và trong lĩnh vực này, thưa quý vị, thực sự được gọi là pháp thượng nhân đúng nghĩa và cao cấp. Nếu như mà chúng ta so sánh ở ba cái mức độ, thì cái trường hợp của đắc định hiệp thế sắc giới và vô sắc giới được gọi là thượng nhân là do bởi nó cao cấp hơn những người bình thường không có gì cả mà thôi. Còn tâm siêu thế, thưa quý vị, mới thật sự đúng nghĩa là pháp coi như là tuyệt đối, là pháp tuyệt đối, được xem như là thượng nhân pháp. Bởi vì trong trường hợp của những người mà đắc thiền hiệp thế đó, thì những người đó vẫn còn là phàm phu, những vị này nếu như mà hưởng hết được cái quả báo của thiền định, không có
tiếp tục chứng đắc được, thì vị ấy vẫn có thể tái sanh quay trở lại cảnh dục giới y như thường. Và cái đời sống sinh hoạt nội tâm của vị ấy vẫn vòng vo ở trong số 54 tâm dục giới, chứ không có gì khác. Nhưng mà tâm siêu thế, thưa quý vị, thì nó lại, tâm siêu thế lại là một chuyện khác. Khi mà một vị tu tập mà đạt được tâm siêu thế thì sẽ có được một cái kết quả kiên cố, cố định, không có cái sự trở lui, không có cái sự trở lui vòng vo y như là tâm thiền hiệp thế. Chẳng hạn như đối với một vị hữu học Tu Đà Hoàn, khi mà đã sanh khởi được đạo và quả Tu Đà Hoàn, thì vị đó chắc chắn hướng đến chánh giác. Và cái số lần tái sanh của vị này nè, thưa quý vị, chỉ còn ở trong tới lui ở trong cuộc đời này không quá 7 kiếp. Vị ấy đoạn trừ một cách hoàn toàn một số những loại phiền não tương ứng, một số những loại phiền não tương ứng, và không có sanh khởi trở lại ở trong tương lai. Tương tự như vậy với những mức độ cao hơn. Và cuối cùng là phải nói đến quả vị vô lậu. Quả vị vô lậu đó là một bậc hoàn toàn thanh tịnh phiền não. Cho dù vị ấy có đi đứng nằm ngồi, các căn thấy nghe ngửi nếm đụng suy nghĩ của vị này như thế nào, thì cái sự diễn hoạt của nội tâm không hề còn một chút nào hình bóng và hiện trạng của tham, sân hay là si. Đây là cái trường hợp coi như là chúng ta thấy lãnh vực thứ ba thuộc về tâm siêu thế. Như vậy thì chúng ta đã hình dung được trong phần bản nêu chi pháp, mình có thể thấy được rằng có hai trường hợp thuộc về lãnh vực pháp thượng nhân, đó chính là tâm đáo đại và tâm siêu thế. Thưa quý vị, ở trong trường hợp bài kinh này, ngài Sariputta ngài đề cập đến một pháp rất khó thể nhập, đó là vô gián tâm định. Đó là vô gián tâm định. Thì khi nói đến việc nhập định thì nó có hai loại, thưa quý vị. Đó là trường hợp của cái vị làm sanh khởi tâm thiền sắc giới hay là vô sắc giới trong một cái khoảng thời gian liên tục không gián đoạn, nó không hề xen kẽ bất cứ một cái loại tâm nào khác, thưa quý vị. Chẳng hạn như là người đắc được tâm sơ thiền, sơ thiền, thì khi mà vị này đã nhập định thì sau cái tâm khai ý môn thì cái tâm sơ thiền này nó khởi lên nối tiếp một cách liên tục không gián đoạn, vô số tâm, vô số tâm. Và tùy theo cái sự thuần thục cũng như thiện xảo của vị ấy mà vị ấy có thể xuất nhập một cách tự tại. Và thậm chí vị đó có thể muốn an trú trong một cái thời gian ấn định theo như cái ý của mình. Điều này nó tùy thuộc vào việc luyện tập của người chứng đắc, thưa quý vị. Đây là loại thứ nhất thuộc về nhập định hiệp thế của thiền sắc giới hay là vô sắc giới. Có một cái loại định thứ hai, đó chính là định siêu thế. Ở trong trường hợp này thiết nghĩ rằng ngài Xá Lợi Phất ngài muốn đề cập đến định siêu thế. Định siêu thế đây là một loại thiền, đây là một loại thiền chứng an trú trong một cái khoảng thời gian tâm của vị thánh khởi lên vô số tâm quả một cách liên tục không gián đoạn, không hề đang xen bất cứ một cái loại tâm nào hết. Chẳng hạn như vị đó là một vị Tu Đà Hoàn, thì khi mà vị đó nhập định thì vị đó an trú vào cái lộ trình tâm nhập thiền quả, và trong thời gian này
cái tâm quả Tu Đà Hường đó thưa quý vị, tâm sơ quả đó khởi lên một cách liên tục, vô số tâm không có cái sự gián đoạn, và trong thời gian đó vì đó hưởng được cái hương vị của Niết Bàn. Bởi vì quý vị biết rồi, đối tượng của tâm đạo siêu thế và tâm quả siêu thế, nó lấy đối tượng Niết Bàn làm cảnh, chứ nó không có lấy đối tượng coi như là chế định hay là đối tượng hiệp thế. Đây là một pháp được xem như là rất khó thể nhập thưa quý vị. Nói đến trường hợp nhập định thì không phải vị thánh nào cũng đều có cái sự an trú thiện xảo như nhau thưa quý vị. Có những cái trường hợp những vị thánh đệ tử sau khi nghe pháp hoặc là sau khi thực hành pháp, vì đó khởi lên lộ trình tâm đắc đạo, gồm đạo siêu thế và quả siêu thế, sau đó trở lại hữu vần, rồi đời sống nội tâm lại diễn hoạt ở sáu môn, y như bình thường, y như một người bình thường. Nhưng mà vị này thưa quý vị lại không có được cái khả năng nhập thiền quả. Nó có cái trường hợp như vậy. Không phải vị thánh nào cũng có được cái khả năng làm khởi lên cái tâm quả một cách vô số, vô gián, an trú. Nó có trường hợp như vậy. Trường hợp còn lại là phần lớn các vị thánh khi mà thành tựu được đạo và quả siêu thế đều có khả năng an trú. Bởi vì tại sao lại như vậy thưa quý vị? Vì rằng đối với một người mà đã tích lũy được cái nội lực của tâm để đạt đến được cái sự giác ngộ thưa quý vị, thì đòi hỏi ba cái chi phần, ba cái năng lực của giới định tuệ của vị ấy tương đối phải rất là mạnh mẽ. Mà trong đó phải nói đến cái chi phần của định, những cái chi năng lực của sự định tâm, vị đó cũng phải có một cách tương đối, chứ hoàn toàn là không phải là không có một chút gì hết của sự định tâm. Cho nên chính vì vậy mà phần nhiều các vị thánh đệ tử đều có khả năng an trú và làm khởi lên vô số cái tâm quả siêu thế mà mình chứng đắc, để hưởng cái hương vị Niết Bàn những lúc mà các vị ấy muốn có cái sự an trú. Tuy nhiên ở trong cái trường hợp này nè thưa quý vị, nó cũng có cái sự hơn thua khác biệt của mỗi vị nữa, chứ không phải vị nào an trú cũng đều như nhau. Nó khác ở chỗ nào? Nó khác theo bởi năm pháp thuần thục nữa. Năm pháp thuần thục tức là năm cái chi phần mà một người chứng đắc á phải trải qua cái sự rèn luyện để mà có được cái sự thuần thục ở trong thiền chứng. Chẳng hạn như việc nhập thiền một cách tự tại, tức là vị này thưa quý vị có thể an trú vào trong cái tầng thiền mà mình chứng đắc, làm sanh khởi lên một cách rất là mau lẹ, không có vướng bận, thậm chí ở dù ở bất cứ oai nghi nào thưa quý vị vẫn có thể an trú được. Có trường hợp những vị thánh kể cả trong lúc đi thưa quý vị, kể cả trong cái oai nghi đi đứng thôi mà vẫn có thể nhập được thiền quả, kinh khủng như vậy đó. Rồi về khả năng xuất an trú, về khả năng an trú, tức là vị đó muốn làm sanh khởi cái tâm quả của mình trong một cái thời gian bao lâu, tùy theo cái ý muốn của mình, chứ không phải là như mình dự tính rằng
mình ngồi mình nhập thiền từ lúc 1 giờ tới 5 giờ mình sẽ xuất thiền, mà mình mới có coi như là nhập mới từ 1 giờ mà tới 3 giờ mà đã có tâm hữu phần, nó sanh khởi, nó cắt ngang, nó đã xuất thiền rồi, thì như vậy được xem như là không có thuần thục, không có thiện xảo trong cái việc an trú. Điều này cần phải có sự rèn luyện nữa thưa quý vị, chứ không phải tự nhiên mà mỗi vị đều có được như nhau. Chúng ta lấy một cái hình ảnh rất là cụ thể, sư kể cho quý vị nghe như thế này. Có một cái khoảng thời gian á, có một cái khoảng thời gian sư có cái được một cái thời điểm như thế này, mà từ đó sư mới nghĩ đến đối với những cái vị thánh đệ tử á, khi mà các ngài rèn luyện các pháp hoa si á, thì khả năng tự tại thuần thục an trú về vô gián tâm định của các ngài rất là thiện xảo. Quý vị có bao giờ thử cái trường hợp mình đi ngủ mà mình ấn định cái thời gian mình thức dậy theo như cái ý muốn của mình hay chưa? Không biết ở đây quý vị Phật tử chúng ta đã có ai thử làm cái chuyện đó chưa? Chẳng hạn như bây giờ mình chuẩn bị đi ngủ và mình nghĩ rằng trong vòng đúng giờ đó mình sẽ thức dậy. Hoặc là nó có những cái trường hợp đó thưa quý vị, chúng ta có một cái thời gian rất là ngắn nghỉ ngơi, sau đó phải thức dậy làm công việc, thì trong một cái khoảng thời gian ngắn đó thôi, mình phải đưa cái tâm của mình vào trong cái sự nghỉ ngơi, ngủ nghỉ hữu phần trong một khoảng thời gian rất ngắn, sau đó mình phải thức dậy đúng giờ để làm công việc. Không biết ở đây chúng ta những người Phật tử mình có bao giờ mình từng thử cái chuyện đó chưa? Thưa quý vị, có một khoảng thời gian sư đã thử làm xem coi cái điều đó như thế nào. Quả thực mà nói, khi mà mình rèn luyện đó thưa quý vị, trước khi mình đi ngủ á, mình ấn định cho tâm của mình một cái mốc thời gian để mà mình nghỉ ngơi. Dĩ nhiên lúc đó, trước đó, trước khi bước vào cái giấc ngủ á, là chúng ta phải tập cho nội tâm của mình có cái sự an trú. Thì mỗi người chúng ta đều có một cái đề mục tu tập riêng của bản thân mình. Mình có thể an trú vào bất cứ cái đề mục nào mà mình quen thuộc cũng được hết. Nhưng mà sau khi mà mình an trú mà cảm thấy tâm nhu nhuyến dễ sử dụng rồi đó, lúc bây giờ chúng ta sẽ thả lỏng ra. Mình đừng có chú ý vào đối tượng nhiều quá, bởi vì khi mà mình chú ý an trú vào đối tượng nhiều quá là lúc bây giờ chúng ta sẽ không có ngủ được đâu. Bởi vì lúc đó tâm của mình, tầm tứ nó làm việc rất là mạnh. Mà tầm tứ làm việc mạnh thì nó hướng đến đối tượng, chúng ta sẽ không có ngủ được. Có một cái cách sau khi mình an trú xong, lúc bây giờ mình sẽ thả lỏng, thả lỏng thân mình, thả lỏng tâm mình ra. Tức là chúng ta sẽ không có tác ý nhiều đến đối tượng nữa, mà mình chỉ có để nó ở một cái mức coi như là vừa phải lẻ thôi. Sau đó mình sẽ lập tâm đi vào giấc ngủ và sẽ dự định thức dậy vào lúc mấy giờ. Thưa quý vị, một điều rất là kỳ diệu, mới đầu làm điều đó thưa quý vị, chúng ta có thể chưa đạt được cái sự mong muốn, nó có thể cà trật cà ruột, nhưng mà đến một cái mức độ nào đó, phải nói rằng cái sự đi ngủ và thức dậy của mình nó giống như là theo ý muốn vậy đó thưa quý vị. Nó dậy rất là đúng giờ, thậm chí giờ giấc nó xê xích với nhau, nó không có nhiều đâu. Có những cái buổi nó dậy đúng y chang chính xác, không cần phải để đồng hồ báo thức luôn. Thì trong những cái trường hợp như vậy thưa quý vị, lúc bây giờ sư mới liên tưởng đến năm cái pháp hoa si mà những vị thánh đệ tử đã rèn luyện, đã từng có sự tu tập. Thì lúc bây giờ mình mới thấy cái sự hoan hỷ và thực sự tin tưởng rằng pháp ân đức pháp này có chứ không phải là không có. Bởi vì cái chuyện mà mình đi ngủ không thôi mà mình vẫn có thể mà mình làm được mà. Thì một cái người mà người ta rèn luyện nội tâm đến một cái mức độ
thanh tịnh phiền não, hoặc là đoạn trừ một phần nào đó của phiền não rồi bằng cái đạo quả của một vị hữu học, thì các vị ấy có thể thể nhập vào cái quả vị một cách liên tục theo như ý muốn của các ngài. Chuyện này là chuyện có thể xảy ra, có thể xảy ra và có thể làm được. Cho nên đây là một một pháp đó, thưa quý vị, được xem như phải trải qua một cái quá trình chúng ta tu tập rất là nhiều kiếp, rất là nhiều kiếp, từ những cái việc đoạn trừ những cái pháp thô của thân khẩu, của thân khẩu ý bằng năng lực của cái sự giữ giới. Sau đó mình đừng có để cho thân khẩu ý của mình nó ở không, nó rảnh rỗi, mà mình phải làm một số những cái thiện nghiệp. Bởi vì nếu như mà cái chỗ trống đó mà mình không làm thiện thì ngược lại nó sẽ làm ác. Phàm phu của mình chỉ có hai chuyện mà thôi. Cho nên sau khi đã ngăn ngừa rồi, cái việc thứ hai mình là mình sẽ làm bất cứ những cái thiện sự nào theo cái khả năng của mình. Kế đến khi đã thành tựu được việc ngăn ngừa, thanh tịnh một phần nào đó bằng cái sự dọn dẹp bằng năng lực của giới và những thiện sự công đức rồi, lúc bây giờ chúng ta mới nghĩ đến cái việc rèn luyện những pháp thượng nhân, đó chính là tu tập định và tuệ. Chứ bây giờ khơi khơi mà mình cứ không có chuẩn bị gì hết, rồi chưa có rèn luyện những cái dễ trước mà nhảy vào cứ đòi an trú rồi thể nhập vào những pháp này pháp nọ, chuyện đó nó không có đâu, nó không có ra đâu, thưa quý vị. Cái việc tu tập nó cũng phải có cái sự tuần tự, nó cũng phải có lớp vang. Cho nên chính vì thế mà ngài Xá Lợi Phất ngài đã nói đến ở trong cái bài kinh này, đó chính là có một pháp rất khó thể nhập, đó chính là vô gián tâm định, đó chính là vô gián tâm định. Và bây giờ thì con xin chấm dứt cái bài giảng ngày hôm nay ở đây. Và trước khi dứt lời thì cũng xin thưa với chư tôn đức tăng là bắt đầu từ buổi sinh hoạt hôm nay thì con sẽ quay trở lại để mà cùng với chư tăng sinh hoạt vào cái buổi thứ năm theo như giờ của Việt Nam. Và quả thật có một điều rất là lạ. Hồi nãy vào trong lớp học thì nghe tiếng nói của sư phụ Trợ Siêu có vẻ rất là mệt, chắc sư phụ cũng bận nhiều công việc. Tuy nhiên trong trường hợp của con thì có nhiều lần con cũng rất là đuối sức, rất là mệt. Nhưng mà có một cái điểm lạ là khi mà mình gạt bỏ qua cái mệt mỏi đó mà mình bắt đầu vào một cái buổi giảng, do cái sự tập trung, do cái sự an trú, mà tự nhiên lát nữa tự nhiên từ mệt nó không biết làm sao nó có sức để nó nói từ từ cứ lấn tới, rồi sau khi nói xong rồi thì nó như thế nào thì lúc đó mình tính sau. Nhưng mà có một cái điểm rất là lạ, thành thật mà nói là cho dù mệt nhưng mà khi mà mình đã có cái sự nhiếp tâm tập trung an trú thì nó cũng nguôi ngoai đi cái sự mệt mỏi. Đúng thật là những ai hộ trì pháp thì được pháp hộ trì. Con xin chấm dứt ở đây, và bây giờ thì phần còn lại con xin gửi mic lại cho thượng tọa Giác Đẳng. Dạ không có thượng tọa Giác Đẳng. Và bây giờ thì con xin gửi mic lại cho lớp học. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bích Tha giá. Dạ, thượng tọa giác đẳng có nghe được âm thanh của con không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn Thích Hoa Nguyệt. Dạ, dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, có lẽ là đường nét của thượng tọa giác đẳng có vấn đề rồi. Con không có thấy ngài nhúc nhích. Dạ, để con coi còn ngài tiểu siêu trong đạo tràng không. Dạ, con thấy ngài tiểu siêu còn trong đạo tràng. Dạ, con thấy sư rồi. Con kính nhân Bích Tránh Sư ạ. Tôi đừng để quyền niệm mà thưa tổ thầy sư, thưa tổ còn ở trước máy không? Nếu thưa tổ thầy sư đang có bạn ở trước máy, xin kính thỉnh thưa tổ quan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ, mà thưa tổ, ân đức của pháp bảo trong diễn tế pháp bảo có cái một điểm đó là akaliko, khi chúng ta vừa vương lại thời gian và cũng có những đoạn sớ giải thì giải thích rằng cái tâm định mà không có một cái khoảng cách giữa tâm đạo và tâm quả đó là một đặc điểm của pháp. Thì mà thưa tôi thưa sư, thì gọi chia sẻ với những thế nào về điểm này, chữ akaliko ở trong ân đức của pháp có liên hệ đến cái chữ mà tâm định không gián đoạn bài học ngày hôm nay không, cái tính thường đoạn. Là một cái thời nha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng. Trước hết hôm nay rất quan hỷ đã được quy niệm sau thời gian không khỏe nên vắng mặt trong Zoom. Nay thì đã được quy niệm có thể vào Zoom và khi nãy nghe nói từ hôm nay đã được có thể sinh hoạt lại với Zoom. Rất là hoan hỷ. Thay mặt dùng lớp Phật pháp để chúc sức khỏe để được và hy vọng để được có thể tiếp tục những ngày giảng. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thực ra thì cái ân đức thứ hai của ân đức thứ ba của giáo pháp Svakhato Phagvata Thambo rồi Sanyatiko rồi Akaliko. Với Akaliko ngày xưa khi mà mới vào tu đọc về ân đức pháp thì chữ Akaliko tức là pháp không có hạn thời gian, nghĩa là khi nào đắc đạo thì đắc quả không chung trễ. Về điểm này thì
không có một phần ở trong thân tinh đạo. Khi mà nói đến Thamma Dusti, tùy niệm pháp, thì cũng có đề cập đến Akaliko với cái ý nghĩa tương tự như vậy. Nhưng mà ở đây nó còn có một ý nghĩa khác, nhưng mà chúng tôi lại thích ý nghĩa đó hơn. Chỉ Akaliko tức là không có bị hạn cuộc theo thời gian, có nghĩa là giáo pháp của Đức Phật cho đến khi nào mà giáo pháp này mất thì thôi, tức là khi mà thế gian này không có chúng sanh hiểu và hành theo giáo pháp thì thôi. Chứ hễ giáo pháp mà Đức Phật ngài đã thuyết thì đó là một chân lý bất di bất dịch. Dù cho pháp đó xưa cũng vậy mà nay cũng vậy và trong tương lai cũng vậy, người mà thực hành theo giáo pháp đó thì cũng sẽ thành tựu được cái sự an lạc, cái giải thoát. Như ở trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp cho vị đệ tử cuối cùng là Du Sĩ Sư Phật Đạt, trước hết là Đức Phật đã nói rằng là này Sư Phật Đạt, bất luận trong giáo pháp nào mà có bát chánh đạo thì ở trong giáo pháp ấy có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn. Và Đức Phật ngài dạy một điều nữa để xuống bánh đá, cho đến khi nào mà có người còn có người thực hành theo các chánh đạo, cho đến khi ấy thế gian không có vắng bóng vị A La Hán. Như vậy thì cái ý nghĩa đó nói lên cho chúng, Đức Phật thầy nói lên cho chúng ta biết là cái giáo pháp này không có hạn thời gian. Món đồ mà chúng ta dùng xài nó có cái đáp, tức là cái stress nó có cái thời hạn. Thí dụ như năm nay người ta sản xuất thì uống hàng đó kỳ hạn trong vòng 3 năm, thì tới năm nó hết hạn là năm 2022 là nó hết hạn. Thì hễ cái gì mà nó có thời hạn thì gọi là Kaliko. Mà cái gì nó không có thời hạn đó thì là Akaliko. Cũng như bây giờ có những cái công ty mà trách nhiệm hữu hạn là nó có thời gian 5 năm, 10 năm. Còn công ty mà trách nhiệm vô hạn thì công ty đó là cứ hoài hoài như vậy, chừng nào hết người làm việc thì thôi. Đó là cái ý nghĩa mà nó Akaliko mà xài đổi nghĩa là vượt ngoài thời gian hay là không bị hạn cuộc thời gian.
Nhưng mà trở lại vấn đề đó, thì trong câu hỏi nói rằng chữ Akariko nó có liên hệ tới ý nghĩa không gián đoạn giữa tâm đạo và tâm ác không? Vị nào vui lòng để tâm đạo và tâm quả, chữ tâm thường vô ớ để thường người ta hiểu sai, ta tưởng tam đạo tâm quả là đạo quả Anaham. Nếu mà quý vị đã đánh được cái chữ Việt với những cái dấu thì vui lòng đánh dùm luôn cái chữ tâm đạo tâm quả. Dạ, xin cảm ơn cô Nhị Quỳnh. Thì ở đây như chúng tôi đã nói, ở trong thân tịnh đạo cũng có đề cập đến cái vấn đề cái thăm á của nó là ở nước Pháp có cái chữ Akaliko, và chữ Akaliko ở đây thì trong đó có đề cập đến một việc là giáo pháp của Đức Phật, cái pháp mà pháp thành gọi là Patiwetha pháp thành, có cái điểm đặc biệt cái là hãy chứng đắc được tâm đạo thì liền chứng tâm quả, anh sinh tiếp nối trong sát na vô gián, anh đang tá rác, nó không có gián đoạn, nó không có gián đoạn. Cái chỗ này cũng gọi anh đang tá rác, cái gián là vô gián duyên. Khi mà tâm đạo với tâm quả nó sinh khởi, nó có một cái điều rất lạ. Cái trong khi đó cái tâm thiện dục giới khi mà nó trổ sanh cái tâm quả dục giới, tâm quả thì dục giới, thì cho dù rằng Đức Thích Thâm Bát quê trên đi gia cầm má là hiện báo nghiệp ngay trong lúc này, thì nó cũng có cái khoảng cách ít nhất là trong ngày hôm đó, tức là làm suốt buổi sáng thì lúc sau đó hoặc là buổi chiều đó nó mới trổ quả, nó xen kẽ ở giữa nhân và quả, giữa tâm thiện và tâm quả, nó xen kẽ rất nhiều cái sắc na tâm khác. Tâm thiền thì còn xa hơn nữa thưa quý vị, cái tâm thiện dục giới thì nó có hiệu báo nghiệp Đức Thích Thâm Bát quê đi đi với cầm mắt, nó có sanh bóng nghiệp của Bồ Tát Chá quê đi đi với cầm mắt, tức là tạo phước đi trong đời này thì đến cái đời kế tiếp mà cái thiện nghiệp này nó mới tạo ra cái thức tái sanh ở cõi trời của người, và nó cũng có một đường cầm Aparapara quê đi với cầm mắt, tức là hậu báo nghiệp, tức là làm suốt đời này thì cứu đời sau nữa, cho đến khi nào mà niết bàn, hoặc là nó không còn đủ lực nữa thì lúc bây giờ đã trở thành Ahosikamma, chứ hậu báo nghiệp đó thì ít có trường hợp Ahosikamma được vô nghiệp. Còn nói về thiện sắc giới với thiện vô sắc giới đó, thì không bao giờ nó cho quả hiệu báo nghiệp hay là hậu báo nghiệp, mà nó chỉ cho quả theo cái cách gọi là sanh báo nghiệp của Bồ Tát Chá Quê Đề Di Phật, tức là đắc thiền chứng thiền ở đây ở kiếp này. Từ đây cho đến bệnh chung, nếu mà tâm thiền của vị ấy không có bị biến hoại, có người bị mất đó, thì sau khi mệnh chung, vì thế sau khi mệnh chung thì cái tâm thiền thiện sắc giới, thiện vô sắc giới này,
nó sẽ tạo ra cái công quả sắc giới và vô sắc giới cho đi tái sanh ở cõi phạm thiên. Còn riêng về tâm thị siêu thế, tức là tâm đạo đó, gọi là Lokuttara Kusala Citta, tức là Magga Citta, là tâm đạo đó, thì nó trổ sinh ra tâm quả, quả liền kề, chẳng những là hiện bất nghiệp mà lại là vô gián, vô gián nghiệp duyên. Cái này gọi Anantara cầm mắt bất tri giác là vô gián nghiệp duyên, theo trong hai, theo trong duyên hệ bất thành ná của viền pháp đề cập đến. Khi mà nghiệp duyên cầm mắt bất tri giác được nối đến thì phân ra làm ba. Một là sa cha tác cầm mắt bất tri giác, tức là câu sanh nghiệp duyên, tức là chỉ cho tư tâm sở ở trong 121 tâm, nó điều động cho, nghĩa là nó đề đốc cho bốn dinh quẩn đồng sanh với nó để làm việc biết cảnh, gọi là câu sanh nghiệp duyên. Thứ hai là na nát khánh các cầm mắt bất tri giác, tức là dị thời dị duyên, tức là tư tâm sở của thiện hay bất thiện. Sau đó nó sẽ trổ sanh ra tâm quả, gọi là dị thời nghiệp duyên, nghiệp dị thời cho quả dị thục. Nhưng mà chỉ riêng về cái tâm sát na tâm đạo và sát na tâm quả, mặc dù tư chitana ở trong tâm đạo nó tạo ra phát ra chính tán, tạo ra tâm quả sự thế, nhưng mà được tách rời, tách riêng ra để làm cái gọi Anantarika Kamapachaya, tức là vô gián nghiệp duyên. Thì hãy nói đến vô gián nghiệp duyên thì chỉ có mỗi một vấn đề là Kusalo Thammo Abhyakatasa Thammasa Anantara Kamapachaya Napachaya, tức là phát thiện trợ cho pháp vô khí bằng vô gián nghiệp duyên. Chỉ có một câu thôi, là để chỉ cho phát thiện ở đây chỉ cho cái tâm đạo và trợ cho cái pháp vô khí Abhyakatasa Thammasa, là chỉ cho tâm quả siêu thế bằng vô gián nghiệp duyên. Thì như vậy đó, giữa tâm đạo và tâm quả không có gián đoạn, được gọi là vô gián nghiệp duyên. Mà cũng chính cái điểm này ở trong chú giải, khi mà nói đến Anantariko Jeto Samadhi, tức là vô gián tâm định, thì các ngài thiện, các ngài giải thích rằng Magga Nantaram Phát Lăng Anantariko Jeto Samadhi Nama, tâm quả siêu thế sinh khởi liên tục với tâm đạo thì đây được gọi là Anantarika Jeto Samadhi, là vô giác tâm định. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị một câu thảo luận mà Thượng Tọa Giáo Lý vừa nêu, câu thảo luận số 1. Xin kính chào Thượng Tọa. Thượng Quyền mới chịu vào rừng. Nam Mô Bổn Thầy và kính thỉnh Thượng Tọa được tạm trở lại. Dạ, thú cái trường thư tổ thư sư. Thư tổ pháp, thư tổ có ở trước máy và nếu thư tổ pháp anh đang nghe được kính trình, thư tổ hoàn nghị trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Dạ. Thư tổ pháp anh, trong
trường hợp chúng ta đề cập đến sự tu tập đó, thì có hai cái phương diện mà chúng ta thường được nghe là định và niệm. Bây giờ thì khi mà chúng ta nói đến định đó, thì có nhiều người Phật tử hiểu định tức là tâm trụ một chỗ, và niệm đó là khả năng ghi nhận. Và dường như là cái niệm thì mang nhiều cái ý nghĩa, như là một sự tản tâm, như là một cái trạng thái tâm ghi nhận tất cả những gì đã xảy ra. Trong khi đó định thì lại trụ một chỗ. Thì người ta hiểu rằng như vậy định và niệm không thể đi chung với nhau được. Nhưng mà trong cách giảng nào, trong cách hiểu nào mà chúng ta hiểu rằng niệm và định vẫn có thể đi chung được? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Đắc. Alo, alo. Dạ, trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì sẽ như thế này. Nếu mà người ta hiểu cái thuộc tính pháp thì nó cũng rất là dễ hiểu. Nhưng mà nếu người ta không hiểu thì nó rất là khó. Bởi vì khi mình nói đến trong cái bộ Patthisamvita Phật giáo có nói rằng định là làm cho các pháp đồng sanh nó trụ làm chỗ, niệm là ghi nhận, cần là nâng đỡ các pháp đồng sanh. Như vậy thì nếu mình hiểu định là làm cho các cái pháp nó gắn kết với nhau, niệm là ghi nhận cái sự gắn kết đó, thì khi mình hiểu được như vậy đó thì cái sự mà cái tâm nó cũng giống như bây giờ mình nói, giống như là cái thỏi lâm châm mình nó hít sắc gom lại một chỗ vậy. Và mình biết được cái sự dính lại của nhau, mình gọi là niệm. Định là nó hút mình gọi là giống như là nó hút lâm châm, nó hút các cái vật đó dính lại với nhau. Và niệm giống như là ghi nhận, biết được cái đó dính lại với nhau, thì niệm và định nó cũng gắn kết như vậy. Nếu mà mình hiểu được vậy đó, thì mình sẽ thấy rằng nếu mình nói rằng định là làm cái tâm nó không có tán loạn, niệm là ghi nhận, thì có thể người ta hiểu hai cái đó là hai cái thuộc tính pháp. Và chúng ta cũng biết rằng cái tâm sở nhất hành đó, hay là tâm sở định đó, thì nó là bảy sở hữu biến hành: xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng, quyền, tắc, ý. Và cái sở hữu niệm là sở hữu tình não. Sở hữu tình não là tính, niệm, tàm, quý. Như vậy thì rõ ràng là khi mà một cái tâm nào sanh lên đó, thì nó cũng đều có cái định hết. Nên mình gọi là chánh định và tà định, nó cũng có. Chánh định cũng có và tà định cũng có. Nhưng mà niệm thì gọi là ghi nhận. Niệm là ghi nhận, định là gom các pháp lại, hay là mình gọi là các pháp nó không có tán loạn là định. Niệm là ghi nhận cái sự các pháp gom lại. Cần là nâng đỡ các pháp, lúc bây giờ gọi là nâng đỡ các pháp, mình gọi là sở hữu cần. Như vậy thì cái niệm và định nó vẫn song hành, chứ nó không phải là nó tách rời ra. Nó thế nào tách rời ra, bởi vì nếu mà tâm thiện thì nó sẽ có niệm và có định luôn. Bởi vì cái tâm thiện thì nó có niệm và có định luôn. Nên nó chúng ta thấy rằng một cái người mà họ mà biết được thiện hay bất thiện đó, thì cái trạng thái của niệm đó là cái trạng thái của niệm của tuệ, là cái trạng thái biết được và cái sự định tĩnh biết được như vậy. Bởi vì cái tâm thiện đó, thường thường chúng ta thấy nó có thuộc tính pháp thiện. Thuộc tính pháp thiện thì sở hữu định nó vẫn là cái thuộc tính ở trong tâm thiện, nó thuộc về cái pháp thiện. Cái pháp thiện là làm cho cái tâm nó gom chỗ. Còn niệm là ghi nhận cái sự gom lại, cái tâm nó gom lại đó. Thì chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta thấy rằng hai cái pháp này nó là liên kết với nhau, liên kết với nhau chứ không phải là không liên kết.
dù chúng ta có tu tu thiền quán đi thì cái sát na định nó vẫn có, nó vẫn có sát na định chứ không phải là không có định. Cái sát na định có nghĩa là một cái gì mà nó trọn vẹn đó, nó gom lại cho nó trọn vẹn đó, thì chúng ta gọi là cái đó là cái nguyên tắc của định. Còn niệm là cái sự ghi nhận có cái sự tập trung. Ví dụ giờ mình để ý đi, nếu mà mình ngồi mình tập trung vào cái đề mục gì đó, thì cái tâm mình nó tập trung như vậy đó, đó là cái định. Và cái niệm nó là biết được cái sự tập trung đó, biết được cái sự tập trung đó là niệm. Nên bình thường quý vị thấy ở trong ngũ quyền đó, thì cái niệm quyền đó, nó biết được cái tính quyền và cái tuệ quyền có, và cái tấn quyền, cái định quyền nó có mặt. Thì cái niệm quyền đó, bởi vì cái một cái người mà họ định tâm, họ tinh tấn đó, ví dụ như mà chạy không có lệch chỗ đó, nó có định và có tinh tấn luôn. Ví dụ mình thấy ví dụ mình bước chân đi, bước chân đi á, mà mình cái chân của mình nó vừa bước đi mà nó vừa đặt đúng chỗ đó, nó cũng giống như niệm và định vậy. Định là để đặt xuống đúng chỗ và tấn là nâng đỡ cái chân lên, đặt đúng chỗ, niệm ghi nhận đặt đúng chỗ đó, nó có thể hiểu ba cái pháp đó, nó cũng có thể là nó sanh luôn như vậy. Bởi vì khi mình Phật giáo mà khi mà trình bà về tạng A Di Đàm đó, thì sở hữu cần hay là sở hữu định đó, nó đều là sở hữu tợ tha hết. Cái sở hữu niệm nó vẫn là sở hữu tịnh hảo, mà sở hữu tợ tha, sở hữu tịnh hảo nó vẫn là cái sở hữu hợp trong cái tâm thiện. Nên khi mình nói rằng mình dở cái chân lên, mình đặt đúng chỗ đó, thì cái đặt đúng chỗ đó giống như định vậy. Cái niệm là biết được cái sự đặt đúng chỗ đó. Bởi vì khi mà nói như vậy thì chúng ta thấy rằng các pháp mà nó đồng sanh đó, thì chính là cái định nó gom lại, nó gom cái niệm biết được cái sự gom lại, cái niệm biết gom lại. Mình có thể hiểu như là bây giờ mình nói rằng một cái người mà họ ngồi họ biết được cái đề mục đó, biết được cái đề mục đó là cái đề mục đó nó tập trung á, ví dụ mình tập trung vào một cái đề mục đó thì cái đó là định, nhưng mà biết được cái sự tập trung đó là niệm. Chứ nó cũng mình nói giống như là nó mình nếu mình nói tách rời ra từng cái phần đó, thì nó rõ ràng là nó vẫn có hai phần. Cái phần gom lại cái nghĩa là tâm mình không có tán loạn đó là định, và cái sự biết được cái sự không tán loạn đó là niệm. Như vậy thì định và niệm nó vẫn song hành ở trong cái thiền chỉ hay thiền quán, nó cũng có song hành. Dù cái định nó vẫn có sát na định ở trong cái thiền quán, còn cái định mà sát na định hoặc cận định, còn cái người mà tu định mà trong thiền chỉ đó, nó là kiên cố định, nó ở trong một cái đề mục thôi. Nó ở trong một cái đề mục chứ nó không có thấy liên tục mà như là cái tuệ, mà cái định ở trong cái đề mục thiền định đó là nó đắc được định, gọi là vô số sát na. Vô số sát na nghĩa là không có gián đoạn, không có gián đoạn một thứ khác, mà một thứ tâm nó sanh vô số sát na, mình gọi là kiên cố định. Còn nó sanh một giai đoạn nhiều, mình gọi là cận định. Nó sanh từng cái thì mình gọi là sát na định. Thì con xin chia sẻ cái câu của Thượng Tọa như vậy. Nếu cái gì cần nói thêm thì thỉnh Thượng Tọa. Bây giờ thì con xin gửi mic lại cho Thượng Tọa. Sa thủ cái chân thì hợp đăng. Hôm nay thưa quý vị là ngày July 4, một ngày lễ quan trọng ở tại đất nước Hoa Kỳ. Ở trong room ngày hôm nay thì đặc biệt có một ngày lâu lắm thì chúng ta mới có sự đông đảo và sự có mặt của tất cả chư vị giảng sư. Hôm nay đặc biệt lại có sự có mặt của Đại Đức Huy Nghiêm, rất là hoan hỷ. Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa có ở trước máy mà nghe được không? Nếu được kính thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận số 3. Thượng Tọa Tuệ Quyền, nhiều người quan niệm rằng định lực hay là sức mạnh của sự tập trung nó chỉ có ý nghĩa đối với người tu thiền thôi, khi mà chúng ta nói đến định lực. Nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó, thì định lực có vai trò gì không, có quan trọng? Và một cái người sống mà có ý thức có tên đó, có nên phát huy cái định lực trong cuộc sống hàng ngày không? Cái định thứ đó.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Khai Giới Giới Thơ, để chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng ta đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng ta kính lễ Đức Thừa Tổ Diệt Đẳng, từ Tổ Pháp Đăng, từ Phật Pháp Tân, từ Minh Hạnh, để Đức Phật Tính, để Đức Quy Niệm, cùng để Đức Nguyên Thông. Chúc chào quý tương lực của Phật tử. Dạ, kính bạch Trang Tòa, quả thật thì định lực rất là quan trọng trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Cái người không tu thì người đó cũng phải có cái, cũng không phải khi mà làm việc hay khi sinh hoạt họ phải có một cái định lực, họ có phải có cái định. Cái định nó ở trong tâm của mỗi người, nó lớn hay là nhỏ gì, cái điều đó phải có. Khi chúng ta làm việc thì chúng ta tập trung mới có một giá trị tốt đẹp được. Khi làm hay khi nói hay khi nói chung tất cả mọi cái việc sinh hoạt ở trong đời sống, nếu như chúng ta thấy một người, người ta may, người ta cưa, người ta cắt, người ta ngay cả người ta gõ chữ, người ta trên computer này thì người ta cũng phải có cái định lực mới được. Cho nếu như không có cái định lực, không có cái định nó sở định nó phối hợp thì bảo đảm không có, sẽ không thành tựu được. Bởi vì chính vì cái chức năng đó nó rất là quan trọng, nhưng nó diễn qua một cách nhanh quá, người ta không nhận được, người ta không hiểu được. Tức là ở đời chúng ta nói là không có tập trung, làm việc phải tập trung. Thì dù cho cái việc đó là trong cái sự tu tập hay trong cái việc làm nghề nghiệp hay hoặc tất cả cái gì cũng vậy. Thí dụ khi chúng ta lái xe cũng vậy, chúng ta phải có tập trung thì chúng ta mới học, mới dễ dàng chúng ta tránh né những cái nguy hiểm. Chứ nếu lái xe cái tâm lơ đễnh quá đó, thì hay cái tâm mà để đâu đó, chúng ta gọi là tâm để đâu đó, tức là chúng ta bị phóng dật nhiều đó, thì chắc chắn nó cũng sự nguy hiểm. Hay chúng ta đang lái xe mà chúng ta buồn ngủ, cái định lực nó không có mặt thì chắc chắn phải có tai nạn. Thì như thế nào thì ở trong cuộc đời này á, bằng mỗi cái sinh hoạt trong đời sống hàng ngày của chúng ta, cái định lực nó nhiều, nó rất là nhiều thứ, nó rất là nhiều cái hoàn cảnh để sanh lên. Mà nếu như chúng ta biết nuôi dưỡng á, những người ta làm việc nó chậm rãi thì ít có bị thất bại. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái tâm cẩn trọng của người ta, hay là thật sự ra là người ta có cái định lực nó căn bản hơn. Cái người làm việc tức là ẩu tả, chúng ta gọi là ẩu tả đó, thì ở đó cái định của người đó nó không có vững thì nó sẽ thất bại nhiều thứ. Mà thường thì chúng ta thấy cái tay chân nó không có dễ dàng bị đổ vỡ cái điều chuyện này, dễ dàng đổ vỡ chuyện kia, tức là cái tay chân nó không có cái khéo léo, thì ở đó tâm của họ nó chao đảo, nó phúc giận ngay lúc đó thì nó nguy hiểm vô cùng. Từng cái ăn cái sinh ở trong đời sống này, bởi vì cái định lực này nếu như mà là chánh định đó, thì nó là một chuyện khác, hoặc là định thì nó rộng lớn vô cùng ở trong cuộc đời này. Thì dầu cho có thể nó là cái định này nó phối hợp với tà, và phối hợp với chánh và với tà luôn, cũng phải có cái định ở trong cái đời sống của tất cả chúng ta. Thì nếu như cái người tu á, thì đó chính là cái định lực, có cái định lực này là do cái chánh định nó chủ trì và nó làm trưởng. Còn nếu như cuộc sống xã hội thì cái định đó nó liên hệ tới tà định, hay hoặc là chỉ là cái định bình thường, nó không chánh không tà, thì nó cũng phối hợp, tức là một cách nhẹ nhàng không, thì nó cũng là có phối hợp. Bởi vì xúc thọ tưởng tư định mà nguyện ý mà, đây là bảy sâu biến hành, nó sẽ có mặt ở trong tất cả tâm, chúng ta nhớ như vậy, tất cả tâm nó là. Thì ở đây cái định này nó rất là quan trọng, nó sẽ len lỏi, nó sẽ chen vào tất cả những cái sinh hoạt, lời nói, hành động, việc làm, suy nghĩ của chúng ta ở trong cái đời sống này. Mà nếu như chúng ta là người tu tập thì biết để dưỡng cái định này nó được tốt đẹp, nó được mạnh mẽ, để cho tâm của chúng ta nó kiên cố, tâm chúng ta nó được minh mẫn, nó được sáng suốt, nó được khéo léo, và nó được nhiều cái phần lợi lạc, thì đó chính là do khả năng của mọi người.
Còn nếu như chúng ta không có, tập trung thì cái sự thất bại nó sẽ đến với ta nhiều hơn khi chúng ta đang làm việc, hay là chúng ta đang có một chương trình gì đó mà nó thiếu đi cái yếu tố của định lực này, thì nó sẽ khó có một cái sự thành tựu. Và từ cái định này đó, chúng ta biết nó có một, nó đưa đến một cái cả quyết, chúng ta có một cái kiên, chúng ta có một sự vững vàng được. Cũng như người có một ý chí, có một quyết định như vậy, chúng ta có quyết định mà họ có một cái, họ có một cái tâm nó mạnh mẽ, thì nó cũng phải do cái định lực này nuôi dưỡng, rồi người đó mới vững tâm, tự tin và vững chãi để người ta được. Thì đây chính là cái điều mà chắc chắn là phải do cái định lực này, làm nhân làm duyên. Dạ. Đây chính là cái câu thảo luận của chính con. Nếu có điều không muốn túc thì kính cung thân tỏ cho quý ngài, thì kính cung thân tỏ quý ngài mới nằm mô với thầy nhé. Sao thú cái trưng thì tôi thầy quyền. Thì tòa Pháp Tân, thì tòa có nghe được không? Nếu thì tòa Pháp Tân đang có mặt ở trước máy kính thỉnh, thì tòa Pháp Tân hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận kế tiếp. Dạ, thì tòa Pháp Tân, các vị thường sư thường nhắc là khi mình tu tập thì thí dụ như là nếu mà mình ngồi thiền rồi sau đó mình ra ngoài mình nói chuyện phím, hay là mình là bất kỳ chánh niệm một thời gian, rồi sau đó mình trở lại mình tu tập, thì giống như là cái nồi cơm mà mình cứ mở lửa rồi chút mình tắt, tắt rồi mở, mở lửa rồi tắt, thì cơm nó không chín được, nó phải sình, nó sẽ không có chín được. Thì các ngài gọi là một ở trong những đặc điểm của niệm là phải có sự liên tục. Thì cái sự liên tục bền bỉ đó, cái sự liên tục đó, nó phải là cái chất của định, hay là cái đặc điểm của định ở trong thiền. Xin cái tính ý kiến của Thượng Tọa Pháp Tân. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin hành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Tâm Minh, Thượng Pháp Tính, Thượng Nguyên Tổng, Đức Nguyên Niệm cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Theo con nghĩ rằng với cái sự tu tập của một người tu thiền thì cần cho cái đời sống chánh niệm, hay là mình đời mình cần có một chánh niệm, hoặc là mình thường xuyên trụ tâm. Bởi vì thường cái phinh hướng của tâm chúng sanh phàm phu thì thường được thường bị chi phối bởi những cái trần cảnh. Thì khi mà mình bắt đầu mình vô mình tu tập ngồi thiền thì tự nhiên là cái tâm của mình mới ban đầu thì có lẽ là cũng khó giữ lắm. Thì chúng ta thường có một cái thói quen mà khi nào mà mình ngồi mình định tâm một chỗ thì mình mới có thật sự là mình để cái tâm của mình vô trong một cái đề mục, mình trụ tâm vô trong cái đề mục đó. Khi mà mình ra ngoài thì mình nói chuyện hay hoặc mình làm gì kia đó thì lắm lúc mình lại bị sao nhãn, mình không có được tập trung, mình không biết, mình không có theo dõi một cách liên tục ở trong cái tâm của mình. Bởi vì nói gì đi nữa thì mình phải tới làm lui. Sự thật ra nếu mà mình như là một cái cách mà nói là nấu nồi cơm vậy này, mình bắt lên rồi mình chụm lửa một chút rồi cái mình bỏ ra, mình không chụm trong khi cơm chưa chín thì lại mình làm lại lâu ngày, thì lâu dần thì nó cũng không phải là tốt. Cho nên là nhưng mà cái đời
cái việc mà của một cái người tu tập đó, là mình phải theo dõi cái tâm của mình. Các vị thiền sư hoặc là trong cái người mà có một cái tâm niệm để mà mình để dành thời gian cho cái đời sống tu thiền tập đó, thì có lẽ là cái việc mà mình theo dõi cái tâm của mình bằng cái sự chánh niệm, theo dõi một cách liên tục, nó rất là cần thiết. Sở dĩ mà mình không có cái kết quả trong cái việc tu thiền, hoặc là mình chậm có kết quả trong cái việc tu thiền đó, nó là vì mình bị sao nhãn, không có được liên tục. Cái lúc có lúc mình theo dõi, nhưng mà đến khi mà mình ra mình làm việc gì hoặc mình nói chuyện gì đó thì mình bị là nó không có theo dõi được cái tâm của mình, thì lúc đó nó bị gián đoạn đi, gián đoạn rồi sau đó là chúng ta lại tu tập nữa. Hoặc là trong cái phương tự nhiên thì cái tâm của mình nó không có bị, không có trụ tâm á, hoặc là không có đời sống, không có chánh niệm. Có nghĩ rằng cái chánh niệm là cái mà thường được nghe, được biết, đó là sự ghi nhận những cái sự diễn biến ra. Nhưng mà để mà mình ghi nhận cái đó thì con nghĩ rằng mình ghi nhận ở trong danh và sắc hay trong đề mục của mình á, thì lâu ngày chạy tháng thì cái tâm của mình mới có thể đạt được định. Bởi vì cái định là một cái gì đó thì nó cũng cốp nhặt, nó cũng vớt nhặt từ ở cái từ ở những cái sự trụ tâm, những sự trụ tâm. Bởi vì một người mà theo dõi cái tâm của mình, biết được cái tâm nó đang làm cái gì, mình ghi nhận, mình biết cái đó, thì cái người mà trụ tâm cũng vậy, có nghĩa là họ dán cái tâm của họ vào trong cái đề mục, thì đến một lúc nào đó thì họ đắc định. Còn chưa đắc định được thì có nghĩa là nhờ có cái sự trụ tâm đó, chưa nhờ có cái sự trụ tâm đó mà họ làm cái nền tảng để họ có thể tiến tu thêm, hoặc là họ có thể sau này họ sẽ đắc định, rồi sắp tới đây họ sẽ đắc định. Thì có nghĩ rằng cái đời sống đối với một cái người tu tập thiền quán thì mình cần cho cái việc niệm và định rất là nhiều, đặc biệt là niệm, sự ghi nhận. Còn định nó tức là sự trụ tâm, tụ tâm trên một cái đề mục nào đó. Thì nếu mà mình tu tập thiền đó, thì có lẽ là cái việc mà mình một cái người tu tập thiền quán thì cái việc mà ghi nhận trong mỗi cái trường hợp nào, không phải là mình ngồi một chỗ mà mình mới là đặt niệm được, không phải là mình có chánh niệm được, mình đi ra ngoài thì mình không có chánh niệm. Cái người tu thiền đó, quán đó, là làm sao mà mình trong mỗi cái cử chỉ, trong mỗi cái quay nghi, hay là ngay cả trong cái mỗi cái hành động việc làm của mình đều biết rõ như vậy, biết rõ như vậy, ghi nhận và biết rõ như vậy. Mà nếu không có biết rõ như vậy một cách thường xuyên thì mình cũng vẫn còn bị thất niệm. Cho nên cái việc mà người tu tập thiền quán, người tu tập thiền thì cái việc mà mình bị sao nhãn thì đó là chuyện tự nhiên. Nhưng mà rồi đó, sau này đó, mình sẽ tập đến một mức độ nào đó thì mình có cái chánh niệm, tức là trong mỗi khắc, mỗi khắc ấy, trong mỗi cái quay nghi mình đều có cái sự ghi nhận hết, chứ không phải là nhất là phải ngồi thiền hay là như thế này thế nọ, mình đi đứng nằm ngồi cũng phải ghi nhận cái đó. Thì trong cái cách mà con nghĩ rằng các vị thiền sư dạy về phương pháp tu tập thiền quán, có nghĩa là mình niệm thân, niệm thọ gì đó, thì cái đó nó cũng đều là dựa trên cái đặc niệm, tức là luôn luôn ghi nhận và theo dõi.
Còn cái việc mà trụ tâm thì con nghĩ rằng một cái người mà tu tập thiền chỉ hay là cái người mà tu tập thiền chỉ đó, thiền định đó, thì rõ ràng thì họ nhờ trụ tâm trên một cái đề mục nào đó là giữ cái tâm nó lại, cột cái tâm nó lại, giữ cái tâm nó. Thì như vậy thì lâu ngày thì họ cũng có thể đắc định được, đắc định được. Thì con nghĩ rằng cái việc làm tu tập của mình là cũng là một việc làm mà mình cần phải làm một cách liên tục và thường xuyên. Sở dĩ mà mình tu mà không có kết quả là chưa có kết quả là gì? Mình không có được liên tục, không có được thường xuyên. Nói thường xuyên ở đây là mình nói về thời gian nó dài, nhưng mà sự là không liên tục, tức là có những cái khoảng thời gian mà mình bị thất niệm, mình không có ghi nhận được. Rồi mình trực nhớ lại đó thì mình bắt đầu ghi nhận. Thì trong thời gian mà mình chưa có trực nhớ được, trực nhận được đó, thì rõ ràng là mình còn bị sao nhãng. Do nên là cái việc tu tập là một cái gì đó để giữ cái tâm của mình bằng một cái đề mục, bằng một cái sự ghi nhận, bằng cái sự biết rõ. Được như vậy thì tôi nghĩ rằng đó là cái cách mà để luyện cái tâm, mà sau này mình có thể đắc định được, hoặc là mình có thể có được cái sự an lạc từ ở nội tâm do cái sự tu tập đó, do cái sự tập trung đó. Thì như vậy thì cái đời sống thiền tập nó mới có thể là có cái kết quả ở trong cái đời sống của mình. Chúng ta thấy rằng là một khi mà mình bị sao nhãng thì sao lãng cái tâm của mình, thì rõ ràng là mình không có theo dõi được đâu. Nhưng mà giống như là mình đi tu thiền thì các vị thiền sư ở ban đầu thì nhắc nhở mình như vậy, cái việc đó nó là tự nhiên ở trong cái tâm của mình phóng dật, hay là mình sao nhãng cái tâm của mình bị thất niệm. Nhưng mà mình phải có cái nhiệm vụ đó là giữ cái tâm của mình, ghi nhận biết rõ như vậy, thì cái đó mới là cái cách tốt. Và làm sao đến một lúc nào nó trở thành liên tục, nó vững ra. Giống như chúng ta, theo con nghĩ rằng mình lấy cái gì đó để đặt niệm, nhưng mà đến lúc mà thuần rồi thì cái đặt niệm nó không còn nữa, mà bây giờ là cái tâm của mình chỉ còn biết ghi nhận những cái điều đó thôi. Con nghĩ là như vậy. Cho nên cái cách tu tập mà sở dĩ các vị mà có cái đời sống an lạc hoặc là đắc định được là gì? Do cái sự tập trung của các ngài nó lớn, nó mạnh, cho nên là mới có thể được có cái sự thành tựu đó. Con xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Nếu có điều chi chưa đủ thì con thỉnh thượng tọa bổ túc thêm. Sa thú kính trưng là thượng tọa pháp tịnh. Xin được hỏi đại đức pháp tính, đại đức pháp tính có mặt ở trước máy không? Nếu được kính thỉnh đại tính hoan hỷ trả lời cho câu thơ luận số 5. Lần nữa xin được hỏi pháp tính, đại đức pháp tính có mặt ở trước máy không? Dạ. Đại đức pháp tính, khi mà chúng ta nói đến chữ cha đá mà âm là thiền đó, thì chúng ta nói đến sự nung nóng và cái đặc tính của cha đá là làm cho chúng ta thuần thục. Dạ. Cũng việc đó làm đi làm lại đặc biệt chúng ta thuần thục. Thì cái đặc tính của cha đá của thiền như vậy nó phải chăng là một ý nghĩa đặc trưng của chữ mà chúng ta gọi là định hay là định lực? Cái thỉnh ý kiến của đại đức Phật tính. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Huy Niệm cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ.
Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu rõ. Qua câu hỏi Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu lên, đối với cái thuật ngữ chà ná, thường được phiên âm là thiền, nó mang đặc tính nung nấu để áp đảo pháp bất thiền và thuần thục trong pháp thiền. Vậy chăng sự nung nấu đó là một đặc tính của định lực? Thì kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng, đối với cái chữ chà ná là thiền, có nghĩa là một cái sự định tâm trên đề mục một cách liên tục, hay là sự thiêu đốt các pháp nghịch. Vậy thì khi nào mới được chà ná, khi nào mới được gọi là chà ná? Khi mà cái tâm của cái vị hành giả đó mà theo sát được đề mục một cách liên tục, có nghĩa là bây giờ khi mà chúng ta tu tập, chúng ta để tâm ở trên một cái đề mục nào đó, thì lúc đó chỉ gọi là cái vị hành giả đang tu tập về định, hoặc là đang tu tập về thiền. Nhưng mà cho đến khi mà cái vị hành giả đó áp chế được những cái pháp nghịch, có nghĩa là những cái triền cái, có nghĩa là lúc bấy giờ mình tu tập, cái tâm của mình nó được an tịnh, nó được nhẹ nhàng, nó được nhu nhiếm, có nghĩa là nó không bị cái sự mà quấy nhiễu của dục dục cái, sân độc cái, trạo hối cái, hôn thị cái, hoài nghi cái. Có nghĩa là bây giờ đối với tham sân si buồn chán, trạo hối hoài nghi gì đó, cái tâm của vị hành giả nó không có bị những cái pháp nghịch đó nó chi phối nữa, thì có là cái vị đó đã an trú trên đề mục. Rồi khi mà an trú ở trên đề mục đó được một cách vững chắc rồi, vững chắc rồi, thì lúc bấy giờ là chúng ta gọi là chà ná, chúng ta gọi là chà ná. Có nghĩa là lúc bấy giờ là cái tâm của vị đó có thiền, tâm của vị đó có thiền rồi. Thành ra đó, ở trong cái, nếu mà theo cái quá trình như vậy đó, thì ở trong cái câu thảo luận này, đối với cái thuật ngữ chà ná đó, kêu là thiền, thì giống như là cái sự thành tựu đó, thành tựu của cái vị hành giả đang tu tập. Ví dụ như chúng ta thấy rằng khi mà nói đến Phavana Chana, có nghĩa là tu tiến, tu thiền, là mình đang tu tập. Thành ra nó có nhiều lúc chúng ta nghe nói là nhập thiền quả, có khi giống như là cái quả nhập thiền quả, cái nhập thiền quả thì nó khác, còn cái thành tựu của thiền có nghĩa là nói về cái quả vị mà mình đạt được. Thí dụ như là sơ thiền, nhị thiền đó, thì coi như là lúc đó nó mới là chính thức là cái vị hành giả đó là có thiền đó. Thành ra ở trong cái câu này hỏi rằng phải chăng cái sự nung nấu đó là đặc tính của định lực, của định lực có nghĩa là cái sức mạnh của cái tâm thiền. Vậy thì khi nào mà được gọi là cái định lực, cái sức mạnh của tâm thiền? Khi nào mà phát triển được những cái chi thiền để cho áp đảo được, đè nén được năm cái truyền cái, thì lúc đó đó gọi là, lúc đó là gọi là cái sức mạnh của thiền đã phát huy được. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này chúng tôi muốn nói rằng là cái sự nung nấu là khi mà chúng ta nung nấu cái gì, nung nấu những cái nghịch pháp, thì nếu mà chúng ta đã áp chế được những cái truyền cái và chi thiền nó được phát huy rồi đó, thì lúc đó gọi là định lực. Thí dụ như định lực ở trong đây của định lực của sơ thiền, có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, có định đó, trong cái trường hợp đó mới được gọi là định lực. Còn khi mà chúng ta
còn đang ở trong cái sự tu tập đó, thì lúc đó chúng ta chưa có phát huy được đó, thì lúc đó không được gọi là cha ná, hoặc là không được gọi là định lực gì. Chúng ta chưa có phát triển được những cái chi thiền, chúng ta chưa có đi đến cái tâm định của thiền, thành ra lúc đó chưa có được gọi. Thì lúc đó chỉ là cái sự tu tập thôi, là cái sự tu tập mà chúng ta đang phát huy ra. Giống như là chúng ta tu tập cái đề mục đó, chúng ta đang hướng tâm, chúng ta đang hướng tâm, định tâm ở trên cái đề mục đó. Khi mà đến cái lúc mà gọi là cha ná rồi á, là coi như là lúc đó là những cái chi thiền đã được bung ra, đã được bung ra để mà áp chế hết năm cái truyền cái đó, thì lúc đó nó mới có cái sức mạnh của thiền. Thành ra lúc bấy giờ gọi là định lực. Định lực ở đây có nghĩa cái gì? Định lực ở đây có nghĩa là cái sức mạnh của thiền định. Mà khi nào có sức mạnh của thiền định, khi mà đè nén được năm truyền cái rồi, thì lúc đó mới gọi là cái sức mạnh của thiền định. Đây là những cái ý con xin được đóng góp và trả lời qua cái câu thảo luận mà thượng tọa đã nêu. Cái sự nung nấu đó là được gọi là định lực, cái sức mạnh của thiền, hoặc là thiêu đốt các cái pháp nghịch. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giả. Nam mô Bụt Thầy Giả. Dạ con cũng thỉnh thượng tọa giác đẳng để đạo tràng không nghe âm thanh tưởng là đường truyền hư nên là người nào cũng chạy ra hết. Dạ thượng tọa giác đẳng, con nghe được âm thanh con không cho con xin một tín hiệu. Dạ cảm ơn thầy Ngọc cho nhục mình biết được. Dạ con kính nhân Bích Đến Sư. Sa thú trình thầy Đức Phật Thích. Đại Đức Huynh Thông, Huynh Thông có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu Đại Đức Huynh Thông, dạ, Đại Đức Huynh Thông trong kinh Pháp Cú có câu là có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt. Người có thiền có tuệ thì nhất định gần Niết Bàn. Thì cái chữ mà có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt đó, chữ thiền ở đó có phải chăng chỉ cho cái chỉ cho định? Dạ, vai trò của định ở trong trí tuệ có phải như vậy chăng? Kính thỉnh ý kiến của Đại Đức Quý Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là con là Nguyên Thông, con xin được thảo luận câu thảo luận số 6, hỏi rằng câu Pháp Cú 372 nói rằng có thiền thì trí tuệ sanh, còn không thiền thì trí tuệ diệt. Người có thiền có tuệ nhất định gần Niết Bàn. Chứ thiền trong câu này phải chăng là chỉ có định lực? Kính thưa sư phụ, là đúng vậy thưa sư phụ. Bởi cái gì, cái gì này có thiền ở đây đó là nó là cái nghịch lý của cái gọi là phóng dật và vô minh.
là bởi vì chúng ta khi mà giao duyên cái những cái căn của chúng ta là mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, giao duyên với trần cảnh bên ngoài thì cho chúng ta có cái thấy cái biết, là khi chúng ta chú tâm vào đó, mà nếu mà chúng đưa mắt vào đó mà không chú tâm thì cũng không thấy nữa. Đó, vì vậy cho nên cái sự chú tâm, cái chú ý, thì cái sự chú tâm chú ý về một cái đề mục nào, một cái vấn đề nào á, mà nó sự liên tục, nó không có gián đoạn, gọi là cái vô gián, mà trong ngôn ngữ nhà của Phật học đó, thì chúng ta mà ngồi thiền, chúng ta tập trung vào tư tưởng một cái kasina, tức là một cái đề mục thiền nào, thí dụ cái vòng tròn mà chúng ta để đất trong đó thì gọi là cái thiền đất, theo đề mục đất, còn một ngọn đèn thì chúng ta là đề mục lửa, rồi chúng ta chú tâm vào hơi thở thì cái đề mục chúng ta là hơi thở, mà cái sự chú tâm đó phải là vô gián thì nó mới có cái hay là cái niệm của chúng ta đi vào đó. Thì khi mà chúng ta có chú tâm vào đó thì chúng ta là người sống trong cái giây phút hiện tại, và chúng ta tỉnh giác, và khi tỉnh giác thì mới có cái trí tuệ, chúng ta thấy, chúng ta biết. Thế còn nếu mà chúng ta không có chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta bông lung là phóng vật, thì chúng ta là một cái người phóng vật ba lơn, không có hiểu biết gì cả. Do đó cái câu thảo luận số 1 này, và cũng như từ những câu thảo luận số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 này đó, là đều là những câu hỏi về về cái pháp hành thiền định hay là thiền tuệ. Thì những Phật tử mà có mặt trong room này đó thì không cần biết là có cái quá khứ tu thiền từ kiếp trước hay là kiếp này. Nhưng mà nếu trong bài này mà nghe cái câu từ câu hỏi số 1 tới số 6 này đó, quý vị đó con chắc chắn rằng đã hiểu thế nào là cái pháp hành của trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà có pháp hành đó tức là Samatha, tức là thiền chỉ, mà cái mục đích cái thiền chỉ là để có cái định lực là Samathi, hay là cái Chana này tức là cái định lực, là cái khả năng tập trung tư tưởng về một đối mực, một cái đối vật nào, một cái đề mục nào để chúng ta tìm thấy cái chân lý, thấy cái chân lý đó. Và khi mà thấy cái chân lý đó thì chúng ta hiểu rõ cái chân lý đó, và khi mà hiểu rõ cái chân lý đó thì chúng ta được đạt trí tuệ, và có cái trí tuệ đó thì chúng ta không sai lầm, không phạm giới, không phạm pháp. Vì vậy cho nên cái câu pháp cú số 372 nói rằng có thiền tức là có cái chana, có cái định lực, có cái concentration of ideas thì có trí tuệ để sanh. Không thiền thì trí tuệ diệt, không có thiền tức là ba lơn, là bông lung phóng vật thì làm sao mà có trí tuệ. Vì vậy cho nên Đức Phật giảng dạy rằng người có thiền thì có tuệ, là nhất định là gần niết bàn, là đúng vậy. Vì vậy cho nên cái câu là na chi cha năng upanas panya na thì acha jato văn hi cha năng cha pana cha cha se nibbana sang tike. Chữ thiền trong câu này có phải chăng chỉ cho định lực và rõ ràng là như vậy. Chứ cha năng cha đó thì cha năng cha tức là nó có thiền ở trong đó rồi, thì cái định lực trong đó rồi. Vì vậy cho nên cái câu số 6 này có lẽ là nó nói rõ cái kết quả của cái sự mà người hành giả đó tu thiền đã có được cái trình độ, cái chiều dày của tu thiền. Sự thật ra cái thiền và cái định đó, thì khi mà chúng ta mới vào mà chú tâm vào trong cái hơi thở hay một đề mục thiền đó, thì lúc đó chúng ta có cái niệm và định. Nhưng mà cái niệm cái định đó của những người mà tu hành vào khoảng chừng 1-2 năm đó chưa chắc được là vô gián. Vô gián tức là không có gián đoạn đó. Còn những người mà có chú tâm, mà có quyết tâm tu hành thì do cái định lực, cái tâm kiên cố người ta muốn tu hành đó, thì có thể có cái lực và trì trí. Vì vậy cho nên mới có thể có cái sự mà liên tục vô gián của cái chú tâm của chúng ta vào cái đề mục đó. Cho nên mới có cái vô gián cận định. Thì ra nếu mà chúng ta có giống gì như vậy đó thì cái trí tuệ mới lần lần mới sanh ra, và lúc đó chúng ta có thể chứng được những cái tầng thiền hoặc là thần thông. Chính thưa sư phụ, vì vậy cho câu hỏi này, câu pháp cú số 372 là có thiền thì trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt. Người có thiền thì có tuệ,
nhất định gần Niết Bàn. Thì câu này kính thưa sư phụ, nó nói lên cái lời giảng dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chỉ cho chúng ta là phải thiền định, và thiền định đến cái mức độ và vô gián, tức là không có phóng dật, thì mới có thể đắc được thiền và đắc được đạo quả, hay là đắc được thần thông. Kính thưa sư phụ, đó là những lời giảng hiểu biết của con về trong cái câu thứ 6. Con xin trao mai cho sư phụ để giảng giải thêm những điều mà con nói chưa hết. Và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ trong ai. Sa thủ kích trường thầy thích. Bình chí lục đức và thư quý được câu trả lời của Đại Đức Nguyên Thông đã kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Học Bích Đà Lama. Kính trương chi vị giảng sư đã vào Rung để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả ngày an lành, một đêm an lạc. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy Giảng. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đầy kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an.